Xin chào anh chị nhà đầu tư ha Chào mừng anh chị mình đến với kênh youtube của em Kênh youtube chứng khoán NMC Finance Thì như thương lệ cuối ngày Em cũng ngồi lại với anh chị mình Để cùng nhìn nhận qua thị trường của chúng ta Trong phiên giao dịch ngày hôm nay Thì phiên giao dịch ngày hôm nay Thị trường anh chị mình thấy có một cái yếu tố tiếp tục là một cái nhịp ép dí bán về mặt cuối phiên đúng không à, ạ ngày hôm qua rút chân thì ngày hôm nay bắt đầu nó có những cái yếu tố này giảm bù thì cái vấn đề giảm bù này nó đã xét về mặt cái xu hướng thì nó sẽ tương đối xấu tại vì sao anh chị tại vì cái vấn đề ngày hôm nay có gọi là ngày hôm qua nó là có những cái trạng thái nó rút chân rồi nhưng mà ngày hôm nay có nghĩa là nó nó bị giảm bù chứng tỏ cho những cái yếu tố là nó vẫn còn ép dí những cái lượng hàng và khả năng những cái lượng hàng và kêu là cái yếu tố đúc chân ngày hôm qua những nhà tư vào bắt đáy ngày mai nó sẽ có những cái yếu tố tiếp diễn để mà nó ép dí bán tiếp thì em đánh giá là khả năng đầu sáng mai thôi thì thị trường nếu mà cái trường hợp nó có những xuất hiện một yếu tố mà ép dí từ đầu phiên á, thì khả năng còn là về mặt cuối phiên thì 80 đến 90 phần trăm thì trường của chúng ta nó sẽ có một cái nhịp độ hồi phục thì cái vấn đề này nó đến từ đâu thì cái phần tiếp theo cái phần sau của video em với chị mình sẽ cùng đi qua mình nhận định về cái vấn đề này ha thì anh chị mình thấy là ngày hôm nay là thị trường của chúng ta có một cái phiên đảo hàng phái sinh giảm 15,55 điểm tương đương với 1,41%. Khối ngoại ngày hôm nay cũng gọi là cái có phiên mua rồng à, có với một cái giá trị tương đối là thứ à, là gọi là cái phiên thứ hai liên tiếp đúng không à? ạ? Ngày hôm qua khối ngoại người ta mua rồng 550 tỷ, ngày hôm nay mua rồng rồng khoảng 270 tỷ thì nhìn chung là đây chính là những cái lực cầu mà em đánh giá với chị mình chính là những cái dòng tiền nguội trên cái yếu tố thị trường của chúng ta có nghĩa là khi mà nó cả, gọi là khi mà những cái dòng tiền nguội nó hoạt động á là nó nó đa phần nó sẽ quét những cái gọi là cái lúc mà cái những cái nhà tư mình hoang loạn nhất lúc mà cái thị trường của chúng ta nó tạo ra những cái yếu tố nó hoàn loạn đúng không à? ạ còn những cái dòng tiền đầu cơ những cái dòng tiền nóng trên thị trường là nó chỉ ho, gọi là nó chỉ hoạt động khi mà thị trường chung của chúng ta nó có xu hướng ha thì chị mình thấy là Ngày hôm qua là khi mà cái yếu tố ép hoang loạn thung khỏi vùng MA200 Cũng là những cái vùng mà rất là nhiều những nhà tư kỳ vọng Ngày hôm nay nó tiếp tục đã đánh thúng ngoài một cái mốc tâm lý nữa Chính là vùng 1100 Cũng là những cái mốc mà tạo ra những cái yếu tố tâm lý kỳ vọng của nhà tư mình Nhưng mà ngày hôm nay chị mình thấy á Bắt đầu cái lực ép bán dí á Thì nó bắt đầu nó hạ nhiệt dần Và nó có một cái yếu tố là em quan sát được á là có một vài cái mẹ cổ phiếu nó bắt đầu nó chận lại một cái là rơi đúng mà có nghĩa là cái lực để mà nó dưới tiếp nữa thì cái lượng hàng nó sẽ không còn nhiều mà anh chị mình thấy để trong một cái xu hướng giảm á mà khi mà cái lượng hàng nó ép bán trong hết trong một cái khoảng thời gian vừa qua thì nó luôn luôn có những cái trạng thái nó hồi phục lên để mà nó dụ những cái lượng cầu đúng không ạ dụ, dụ những cái lượng cầu của những nhà tư gọi là mình gọi là vừa bán ra xong bắt đầu mua trở lại đúng không ạ có nghĩa là dụ những cái lượng cầu mua trở lại này sau đó nó, nó gọi là nó mới có hàng để mà nó tiếp tục nó ép dưới tiếp có nghĩa là nhà tư mình gọi là bán cũng thay nhau mà bán đúng không ạ bán đồ bán tháo ra đúng không ạ bán trồng chất lên nhau mà bán đúng rồi tăng thì cũng cái dòng tiền đầu cơ nó cũng cuồn cuộn nhưng mà khi mà bán ra thì những cái lượng cung nó cũng bắt đầu nó chồng chất lên nhau đúng không ạ cái nghĩa là sao anh chị cái khi mà cái lực anh chị mình thấy bắt đầu ngày hôm nay đi chẳng hạn Cái nghĩa là cái trường hợp bị uh, gọi là ép hoảng loạn á, là nó rơi vào trạng thái cuối phiên đúng không ạ thì cái khả năng cái phiên ngày mai này bắt đầu những cái lượng hàng bắt đáy này về nè nó sẽ ép dưới tâm lý tiếp tục thường nó gọi là thương những cái trạng thái mà ép dưới tâm lý khi mà cái lượng hàng chưa về á là thông thường những cái lượng gọi là những cái tâm lý của nhà đầu tư đó là bắt đầu gọi là hàng về sẽ bắt đầu chấp nhận kết lộ ra đúng không chấp nhận kết lộ ra nó hấp thụ được á thì nó sẽ tạo ra một cái quá trình nó hồi phục tiếp theo để mà nó tạo ra những cái phiên dụ cầu tiếp tục đúng không ạ dụ cầu tiếp tục thu có, có những cái lượng hàng trở lại tiếp tục liên tục nó tạo ra những cái yếu tố dụ cầu như thế thì sao vậy nó mới tạo ra một cái nhịp á là gọi là nó <cười> <cười> gọi là nó 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 gọi là nó 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 ép gọi là nó có hàng nó ép tiếp giống như là trong một cái xu hướng tăng đơn giản thì chẳng hạn đúng không ạ là nó sẽ thu hút những cái dòng tiền đầu cơ đúng không ạ có nghĩa là đi lên này nó tạo ra những cái phiên điều chỉnh giảm để chi để loại bỏ những cái lượng hàng trăm tơi cộng đúng không ạ sau những quá trình gọi là điều chỉnh giảm này cổ phiếu hồi phục lên tiếp tục này thì những cái lực cầu bị loại bỏ đó chính là những cái lực cầu tiềm năng để mà nó đẩy giá lên tiếp tục đúng không ạ nó đẩy trong một cái giai đoạn tiếp tục nữa đúng không ạ nên là điều chỉnh này để loại bỏ sau đó nó công bằng dòng tiền gọi là À, thị trường bùng nổ trở lại thì các dòng tiền đầu cơ đã bắt đầu quay trở lại thị trường thì nó cứ tạo ra một cái đà nó tăng tăng liên tục như thế đúng không ạ điều chỉnh trong một gọi là càng gọi là càng điều chỉnh lại càng tăng đúng không ạ sau quá trình điều chỉnh nó tăng thì tương tự như thế là trong một cái đà giảm thì nó sẽ dùng gọi là trong đà tăng á thì nó gọi là nó sẽ dùng những cái lực cầu đúng không là cầu tiềm năng còn trong một cái đà giảm nó sẽ dùng những cái lượng cung tiềm năng anh chị mình thấy hai phiên ngày hôm nay á khi mà nó tạo ra những yếu tố hoang loạn vùng dưới này nè em đánh giá nó không phải là cái vùng phân phối nữa mà nó chính là những cái vùng mà nhà đầu tư mình bắt đầu ly nhất thị trường bắt đầu có những cái pha hoảng loạn bán ra đúng không ạ có nghĩa là nó cứ gọi là nó cứ ép bán liên tục như thế ép bán này sau đó nó hồi phục lên để mà nó gọi là nó, nó thỏa mãn cái tâm lý kỳ vọng của nhà tư mình một chút đúng không à, ạ sau đó bắt đầu lao vào bắt đáy bắt đáy đi chẳng hạn thì gọi là sau dịp nó sẽ có những cái lượng hàng bắt đáy đó chính là những cái lượng cung tiềm năng để mà tiếp tục nó tạo ra những cái phe ép giấy, đúng không à, ạ đấy nên là cái vận động hiện tại của thị trường cũng tương tự như thế đấy thì ngày hôm qua em cũng có đề cập với chị mình á là phiên ngày hôm qua là phiên rút chân thì tốt nhất ngày hôm nay nó đừng nên nó đừng nên gọi là nó bị nó bị uh, giảm bù trở lại, nó giống với cái nhịp này của thị trường này anh chị. Lần ngày hôm qua cũng có phân tích với anh chị mình rất là rõ ràng. Hai có nghĩa là sao? Có nghĩa là đối với những cái việc mà trong một cái đà rơi, đúng không? Ngày hôm qua là một cái, cái phiên nó giống với phiên này, đúng không? Nó có một cái yếu tố bùng nổ về mặt volume. Có nghĩa là cái volume này em đánh giá với anh chị mình á là dòng tiền nguội bắt đầu lan lỏi vào cái thị trường. Có nghĩa là bắt đầu có những cái cổ phiếu nó đánh giá được những cái mức độ hấp dẫn. Nó có nghĩa là người ta bắt đầu len lỏi vào Nhưng mà chưa đồng nghĩa với cái việc thị trường chung của chúng ta tạo đấy ngay cái vùng đó Lưu ý ha, có nghĩa là nó mua vì những cái sự kỳ vọng cho những cái dư địa dài hơi Đấy, cứ là 6 tháng tới, một năm tới Chứ nó không phải mua vì cái gọi là cái sự hồi phục một hai phiên Đấy là cái những cái dòng tiền nóng, đầu cơ, đúng không ạ? Đấy là kỳ vọng gọi là tăng ngắn, gọi là một hai phiên, gọi là vài phiên Đúng không ạ? Còn đây là dòng tiền ngồi Người ta mua thì mà cảm thấy cái sự hấp dẫn của cổ phiếu cảm thấy sự hấp dẫn cái độ hoang loạn trên thị trường thì người ta cứ liên tục người ta thu gom đấy bắt đầu người ta vào dần từ những cái phiên này đúng không nhưng mà anh chị mình thấy là bắt đầu phiên sau nó bắt đầu nó tạo ra những yếu tố nó giảm bù đúng ạ nó giảm bù thì thông thường những yếu tố giảm bù như thế này này mà ngày mai bắt đầu nó mở một cái gap hoang loạn ra có nghĩa là nó ép dí tiếp tục những cái lượng hàng bắt đáy từ cái phiên này đấy nhà tôi mình thấy rút chân bắt đầu gọi là bắt đầu gọi là kỳ vọng một cái sự hồi phục nhưng mà ngày nay tiếp tục giảm bù này hàng về xong gì mở một cái gap ra thì cái khả năng nói cái yếu tố khả năng đầu viên nó sẽ có những cái trạng thái nó ép nó gọi là nó dây vo về mặt tâm lý của chị mình tiếp tục. đúng không thì sau đó nó sẽ có một phai hồi. Đấy, cái phai hỏi. cái phai hỏi này đánh giá thì nó cũng không gọi là nó kể cả trong cái phiên tới á nó không gọi là nó không nó không quá xa đâu đó, có nghĩa là nó chỉ là một cái pha hồi phục đơn thuần của thị trường thôi còn bản chất để mà đếm thị trường á nó gọi là càng về đáy càng về đáy càng đáy á, nó sẽ liên tục nó mở một cái gáp mở ra những cái gáp này mở gáp liên tục để mà tạo ra một cái hoảng loạn sau đó có một cái dòng tiền quyết liệt đổ bộ vào nó tạo ra những phiên quét quét lượng hàng đúng không ạ stopping vừa lượng bàn thì lúc đó thị trường ta bắt đầu nó mới tạo đây. Còn hiện tại bây giờ nó chưa có những cái tín hiệu nào để mà nói đến một cái vấn đề về mặt tạo đáy. Còn trong những cái nhịp gọi là nhịp điều chỉnh giảm thì những cái lực độ hồi phục là đơn thuần. Đúng không? Những cái lực độ hồi phục là một cái yếu tố hoàn toàn bình thường, giống như là những cái việc điều chỉnh trong một cái pha tăng. Lưu ý tuy nhiên là chị mình thấy bắt đầu cái độ dốc, bắt đầu nó có những cái sự gọi là cái sự hoảng loạn ở những cái vùng này nó diễn ra. Và đa phần chị mình thấy lực bán bắt đầu nó chỉ đa phần của những nhà tư cá nhân những nhà tư chịu nhiệt không nói và bắt đầu có những cái trạng thái người ta mất đi những cái sự kỳ vọng trên thị trường và bắt đầu người ta bán ra thì đó chính là những cái thời điểm mà em đánh giá là nó cận kề cho những cái yếu tố gọi là cái dòng tiền mới bắt đầu nó len lỏi vào cái yếu tố thị trường ha thì đấy là những cái việc mà em nhận định với chị Minh thì có thể là nó sẽ hồi phục đâu đó là về lại cái test lại vùng MA 200 là còn đâu đó là vùng mười hoặc là test về lại cái 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 này là 1120 nếu mà tốt hơn là 1140 nhưng mà cái khả năng này nó sẽ tương đối khó ha đấy thì có thể là trong ngày mai nó sẽ có một cái lực hồi phục ngắn hạn ha thì cái lực hồi phục ngắn hạn này thì đánh giá nó sẽ không quá là bền đối với thị trường tại vì các cổ phiếu cơ bản nó đã có những cái trạng thái nó gọi là có nhiều cổ phiếu nó bị mở biên anh chị thấy là nó có phân hóa nhưng mà nhiều cổ phiếu nó đang bị mở biên anh chị thấy con dg này nó cứ giảm liên tục và đa phần nó bị giảm ở gọi là giảm ở cuối phiên đúng không anh chị thấy cả ngày ngày hôm nay này đấy nó đi gọi là có những cái lúc khoảng hai giờ mười phút là nó vẫn ở một cái mức giá xanh đúng ạ à, đối mức giá xanh nhưng mà anh chị mình thấy kể từ sau đó này nó có những cái trạng thái nó dí đúng không có nghĩa là khi mà nó giảm về gần cuối phiên á thì anh chị mình thấy là nó sẽ có những cái sức ép về mặt thời gian nó không có những cái khoảng trống về mặt thời gian cũng chính là những cái lúc á mà nó tạo ra được những cái yếu tố tâm lý nhất cho nhà đầu tư có nghĩa là gọi là cái sức ép về mặt thời gian á nó làm cho cái tâm lý của anh chị mình nó sẽ bị hoảng loạn nên là đây chính là những cái mục đích của cổ phiếu mà nó ép những cái trạng thái ép dưới bán về mặt cuối phiên lưu ý nha đấy là hai phiên vừa qua này ba phiên vừa qua nó có những cái trạng thái nó mở biên rơi rất là sâu và mình đánh giá là càng rơi sâu đúng không càng có những cái dịp dưới như thế này á thì cái xác xúc đấy cận đấy nó sẽ cần kề nhưng mà gọi là mình sẽ mua bán theo những cái yếu tố tín hiệu chứ không gọi là đón đáy đối với cổ phiếu anh chị mình thấy này trong một cái xu hướng giảm mà cổ phiếu nó chưa cân bằng á anh chị mình mua kiểu nào cũng sao gì cái xác xúc gọi là cái sức thua lỗ của anh chị mình nó lại càng cao đúng không anh chị thấy là phiên này nè mua này hàng về xong gì hàng về cũng thấp thỏm thôi đúng không không bán kịp là sao nó giữ tiếp đúng không hàng này về này mua xong lỗ nè đúng không những cái phiên như thế này này đấy tình dung là rút chân rút chân nhưng mà cơ bản xem gì càng bắt nó lại càng thua đúng không càng tới không nó là càng gọi là nó lại càng lỗ và nó cái yếu tố càng trung bình giá nó là càng bị kẹp sâu đúng không và cái yếu tố kẹp sâu á là nó dẫn đến một cái tình trạng á là đâu vào đầu tiên giống như là anh chị mình đang kẹp 100 triệu đi chẳng hạn anh chị mình mua tới không chị mình mua trung bình giá rồi dần dần đâu gì dần dần đâu cái lượng kẹp của chị mình nó lại gọi là cái quy mô vốn kẹp nó lại cao hơn lên 500 triệu đúng không ạ thì nó sẽ mất đi rất là nhiều những cái, cái, chi phí cơ hội nhưng mà đến một lúc nào đó anh chị mình chịu không nổi anh chị mình bắt đầu anh chị mình bán ra hoặc là anh chị mình bị những cái lượng co trên thị trường đúng không ạ các công ty chứng khoán người ta bắt đầu người ta bán ra thì đấy lại là những cái cơ hội cho những cái dòng tiền bắt đầu người ta quay trở lại người ta quét vào đúng không ạ đấy nên là quan điểm của em á thì thị trường của chúng ta từ những cái phiên này này em cũng đã nói với chị bình á là quan điểm của em khi mà nó mở biên á thì những cái vùng này nó sẽ bị đánh thủng đúng không à? ạ thì còn khi mà nó nào nó tạo ra những cái tín hiệu tạo đáy của thị trường thì lúc đó mình gọi là sao chị mình mua vào đấy mình bắt đầu sao chị? mình đi săn tìm những cái cơ hội đến khi những cái lúc mà những nhà đầu tư khác hoàn loạn ra đúng không à? ạ đấy thì em đánh giá nó đang cận kê rồi chị đấy còn kê rồi em đang chi chờ đợi một cái tín hiệu của cái thị trường là một cái dòng tiền nó vào nó quét đối với cái yếu tố gọi là đối với những cái đường hàng hoảng loạn đó nó tạo ra những yếu tố stopping volume 3 thì đấy chính là những cái pha tạo đáy đối với thị trường của chúng ta và càng về gọi là càng cần đáy càng đáy cần đáy thì cái độ dí nó sẽ càng sâu và cái độ hỗn loạn trên thị trường nó lại càng lớn lưu ý ha à? và ngày hôm nay nó đang thể hiện cho một cái vấn đề đó gọi là cái đa phần nó bị dí cuối viên thôi có nhưng mà có một vài cái mà cổ phiếu nó đã có những cái biên độ chấn lại đúng không thì em kỳ vọng là ngày mai đấy, nếu mà cái trường hợp nó nó mở gọi là mở gáp hay là nó đỏ vào ngày mai á, thì khả năng hồi phục trong cái yếu tố cuối phiên là nó sẽ có lưu ý à? hồi phục cuối phiên này thì đánh giá mức độ ngắn nói còn việc mua bán bắt đáy như thế nào thì hầu như là em không có khuyến nghị cho mình mua bán bắt đáy đúng không à, ạ có nghĩa là em cái chủ trương của em á là em bán sâu đỉnh một chút cũng được đúng không à, ạ mua sâu đáy một chút cũng không sao nói cái quan trọng là sao chị, mình được an toàn đúng không ạ kể cả trong một cái chu kỳ vừa qua đi chẳng hạn em đã tập trung vào cái dòng chứng khoán nhưng mà em đâu bán em đâu bán ngay cái đỉnh đối đối với cổ phiếu đâu đúng không giống như là con MBS này em đâu bán ngay đến này đâu nhưng mà em đang bán được những cái cây hồi phục lên này em bán được những cây hồi phục lên này và thậm chí là cái cây cao nhất hồi phục cao nhất là cái cây này làm bán ra đúng không em quan điểm với chị mình rất là rõ ràng là cái dòng chứng khoán là cái dòng nó để mà nó đi lên được là rất là khó đúng không nên là đưa cho anh chị mình những cái điểm xử lý sâu đỉnh đúng không em bán sâu đỉnh một chút có, có, vấn đề gì đâu đúng không nhưng mà cái quan trọng nhất cái yếu tố chất chóc nhất của một cái nhà đầu tư mình đầu tư theo theo một cái chu kỳ á là có nghĩa là chị mình mua ngay đỉnh anh chị mình sẽ không là sẽ không phải là cái yếu tố lỗ nặng có nghĩa là sao mua sau đỉnh này là nó vẫn cho những cái cơ hội anh chị mình bán được ở những cái vùng giá tốt nhất đúng à nhưng mà cái quan trọng nhất là anh chị mình mua sau đỉnh nó mới chết có nghĩa là cái thị trường của ta cái chu kỳ cổ phiếu này đấy phân phối này đề giá này anh chị mình mua ngay đây này đấy mua ngay đỉnh đi chẳng hạn thì nó vẫn hàng về nó vẫn cho anh chị mình kết nhưng mà sao gì cái cái yếu tố mà chết chắc nhiều nhất là do anh chị mình mua sau những cái điểm đỉnh đúng không à? anh chị mình thấy con DG đi chẳng hạn đấy anh chị mình mua ngay đỉnh này thậm chí mua ngay đỉnh này này nó vẫn sẽ có sao gì khi mà nó mở biên nó rơi này nó không có những cái pha hồi phục để cho anh chị mình bán ra cái quan trọng là anh chị mình có bán ra được hay không đúng không thậm chí là khi mà nó thủng lớn đi chẳng hạn nó vẫn cho cái cơ hội cho anh chị mình bán ra có bạn chắc anh chị mình mua sâu những cái điểm đỉnh này Và anh chị mình bán không kịp xử lý không kịp hay là thậm chí là mua gọi là giá vốn trên vùng này rồi bắt đầu lên lên trên này á bắt đầu gọi là mua trung bình hay là mua tê không á cái quan điểm đó là của em em không có gọi là không đúng cái phương pháp đầu tư của mình lưu ý à? và như thế nó sẽ làm cho cái việc mà cái ủng hộ cái sai của anh chị mình gọi là cái vị thế của anh chị mình đã sai đúng rồi mình kẹp ngay cái vùng giá giá cao mà gọi là sao chị mà ủng hộ cho cái sai nữa thì chị mình thấy cái cái việc mà khi mà nó tạo ra những yếu tố kẹp hàng á nó lại lớn một cái quy mô nó lại càng lớn đúng không ạ mà trong một cái yếu tố sai lầm của nhà đầu tư khi mà mình gọi là mình đầu tư á là cái cách để cho anh chị mình gọi là mình đi vốn đúng không ạ trong một cái xu hướng tăng anh chị mình phải làm sao mình đi vốn được ở những cái vùng chân sóng đúng không ạ đi vốn lớn theo một cái mô hình kim tự tháp đúng không ạ càng lên cao anh chị mình phải càng hạ với cái quy mô dần đúng không ạ còn trong một cái xu hướng giá giảm này mình làm sao anh chị mình hạn chế nhất những cái vấn đề mình sử dụng vốn đúng không ạ sử dụng vốn càng thu hẹp đúng không ạ cái vốn anh chị mình càng thu hẹp mình xử lý càng nhanh thì sao anh chị mình sẽ đỡ thiệt hại hơn rất là nhiều đúng không ạ chứ không phải là những cái lúc mà anh chị mình lên trên này đó, anh chị mình đang kẹp hàng vùng trên này mình xuống dưới đây mình mua trung bình giá đúng không ạ mua trung bình giá đánh tơi không hàng không kịp về không kịp bán là sao anh chị là cổ phiếu nó lại giảm tiếp tục đúng không ạ nó không cho có, có cho có cho cái cơ hội để cho anh chị mình xử lý anh chị em thấy này bắt đầu nó sao anh chị? mở ba phiên này mở biên tường giá 24 về lại giá 19 có những yếu tố nó gọi là nó giảm một cách nó rất là điên cuồng đúng không ạ nhưng mà đến một cái giai đoạn này này là cái việc sao chị để mà bán ra nữa là cực kỳ khó nha anh chị có nghĩa là cổ phiếu nó có thể gọi là bắt đầu nó bắt tăng trở lại bất cứ lúc nào tại vì sao nó bắt đầu nó có những cái sự hỗn loạn quanh cái vùng dưới này đúng không ạ đấy nên là làm sao để mà đừng có những cái trạng thái kẹp đó và để gọi là để mà đừng có gọi là bị kẹp với nhục những cái quy mô vốn lớn đó, thì sao anh chị mình đừng có vung vẩy và mình phải có những cái đặt cho những cái mức gọi là quản trị rủi ro của anh chị mình đúng không ạ? Và mình gọi là mình phải nhận diện được cái cổ phiếu, đúng không ạ? Có nghĩa là sao? Có nghĩa là anh chị mình thấy T0 vào trung bình giá thì cái quy mô vốn anh chị mình kẹp lên lại càng càng lớn đúng không à. ạ? Và càng lớn chị mình sẽ càng khó xử lý. Đến một lúc chị không nói bán ra ngay đấy là cổ phiếu nó hồi phục lên nè. Còn lại lúc đó sao chị? Lúc đó là khi kể cả thị trường tạo sóng lại không dám vào. Và đến một tăng lên một cái giai đoạn bắt đầu sao chị thấy cổ phiếu nó nó mạnh nó khỏe thì già vào cái lên lại gặp ngay cái vùng gọi là sao gì? Cái vùng đỉnh của những cái quá trình phục hồi. Đấy thì rất là khó như thế. Lưu ý ha. À, và giống như cái việc mà anh chị mình gọi là không biết bơi mà bị uh, gọi là bị đẩy xuống cái hồ bơi á, anh chị mình càng vuông vẫy, đúng rồi, càng mua bán nhiều trong một cái xuống gọi là xu hướng uh, đau á, đúng không ạ? Trong một cái thị trường giảm á thì sao chị? Thì cái việc mà anh chị mình lại càng mất sức, nó là càng bao môn cái NV của anh chị mình. Lưu ý ha, càng mất sức thì anh chị mình lại càng dễ bị gọi là bị đuối nước. Lưu ý ha, đến một cái giai đoạn mà gọi là đuối rồi á thì sao vậy? Là gọi là thị trường lúc đó nó sẽ dễ tạo ra một cái quá trình tạo đáy ha. Thì quan điểm của em ngày hôm nay á là một cái pha ép bán đối với thị trường và khả năng hồi phục thị trường trong cái phiên ngày mai là nó sẽ có lưu ý ha đấy thì đấy là cái vấn đề của thị trường và cái quan điểm của em cũng tương tự với những cái video ngày hôm trước giờ là chưa có dấu hiệu của một cái dòng tiền quyết liệt vào để mà tạo ra những cái viên stopping volume bá thì sao chị thì chưa vào được đó đúng không ạ mua sau đấy một chút cũng không vấn đề gì cả đúng không anh chị nói giống như nhịp này đi chẳng hạn đấy mà mình tham minh gọi là anh chị mình uh, bắt đầu mình vội vàng mình thiếu đi những cái sự kiên nhẫn á mình bắt đầu mình bắt từ những phiên này này anh chị thấy nó lục thêm sao gì nó giảm thêm tiếp tục cho ba bốn phiên nữa mà anh chị mình thấy gọi là năm ba bốn năm phiên này nữa mà anh chị mình thấy là bốn năm phiên này nó tương đương với bao nhiêu chị một hơn 100 điểm 120 điểm đúng không ạ có nghĩa là chỉ cần anh chị mình vội vàng một bước thôi thì sao gì N là, nó sẽ gọi là anh chị mình sẽ đặt vào một cái vị thế rất là khó đúng không ạ à? đấy mà cắt không cắt cũng không được Tại vì sao đi 100 điểm đâu phải là ít đâu anh chị Đi 100 điểm là tương đương cổ phiếu nó phải giảm mười mấy hai chục điểm Ngồi là mười mấy hai chục phần trăm Đúng không ạ nhưng mà đến một lúc anh chị mình thấy này bắt đầu là sao anh chị Độ hỗn loạn nó lên tột đỉnh Đúng không ạ những cái trạng thái selling clean mắt nó diễn ra Bắt đầu những cái dòng tiền lớn chị mình thấy bắt đầu nó bung đổ vào Để mà nó hấp hấp thụ nó quét những cái lượng hàng hỗn loạn đó Thì bắt đầu là sao gì chị nó lại ngày cái đáy Đúng không ạ chị mình đâu cần phải mua cái phiên này đâu đúng không? có nghĩa là bằng một cái mức giá nhưng mà anh chị mình mua sau đấy một chút á thì cái khả năng an toàn và khả năng nắm giữ của anh chị mình nó sẽ càng cao. Đúng không ạ? Có nghĩa là bằng một cái mức giá vùng 950 950 đi chẳng hạn Anh chị mình mua cái phiên này. Nó cái vị thế nó sẽ khác biệt hoàn toàn khi mà anh chị mình mua cái phiên này. Đúng không ạ? Có nghĩa là mua phiên này này, xong cổ phiếu giảm, chắc gì anh chị mình cầm được. Nó vô chung nó tạo ra những cái tâm lý hoang loạn và sau khi nó xuất hiện phiên này anh chị mình lại không dám mua. Đúng không ạ? Đấy nên là cái cái việc mà mua sau đấy hay là bán sau đỉnh một chút không vấn đề gì cả đối với trên thị trường của chúng ta quan điểm của em là như thế à, còn cái việc mà ai bắt đáy ai trung bình ai tới không gì trong một cái thị trường giảm á, thì anh gọi là em không có khuyến nghị đấy đặc biệt là trong một cái xuống thị trường đau giống như là năm 2022 đi chẳng hạn anh gì không càng vung vẩy càng gọi là càng kỳ vọng càng gọi là càng gọi là tới không càng trung bình càng lướt thì sao gì cái tỷ lệ để cho anh chị mình thô lỗ là cực kỳ cao lưu ý ha đấy thì à, đấy là cái à, Uh, vấn đề của thị trường. Còn hiện tại thị trường của chúng ta á, thì mà chị mình muốn tham gia lại hay là mua vào á thì cùng chỉ khuyên chân thành thì một câu á là hãy kiên nhẫn và đừng nên nóng vội đối với một cái thị trường hiện tại. À cơ hội nó đang đến gần nhưng mà nó sẽ không dành cho những nhà đầu tư thiếu đi những cái sự kiên nhẫn ha à, thì em đánh giá là cơ hội lớn nó đang đến gần rồi. Cái cái độ hỗn loạn trên thị trường đã đang có rồi. Đúng không ạ? Nó nó chỉ cần một cái dòng tiền nó quét vào thôi. Thì em đánh giá đấy chính là những cái thời cơ tốt nhất để mà mình bắt đầu sao gì? Mình đi bắt đầu những uh, săn cơ hội trong những cái lúc những nhà đầu tư khác chán nản và rời bỏ, đúng không ạ? hỗn loạn và rời bỏ. Đối với cái yếu tố thị trường của chúng ta, hãy lưu ý về cái yếu tố này ha. Thì uh, cái anh uh, chị mình thấy một cái vấn đề nữa trên cái thị trường và ngày hôm qua giờ em thấy là trên những cái diễn đàn, cái room, cái rúp á là nó gọi là người ta bàn tán tương đối nhiều về cái việc mà uh, lượng tiền sắp quay trở lại đối với thị trường đúng không ạ bằng cái việc mà các tín uh, tính phiếu tính phiếu những cái lô đầu của tính phiếu bắt đầu xem gì bắt đầu uh, quay trở lại đối với thị trường đúng không ạ bắt đầu đáo hàng thì trong ngày hôm nay là cái lô 10.000 tỷ nó bắt đầu nó về tuy nhiên là anh chị mình thấy một cái vấn đề này có nghĩa là nhà ngân hàng nhà nước mình thu hút gọi là hút dòng tiền đúng không ạ bạn thông qua cái kênh tính phiếu để mà chi để mà giải quyết cái vấn đề về mặt tỷ giá đúng không ạ nhưng mà anh chị mình thấy này gần tới cái ngày đáo hạn kể cả trong cái tuần này đầu tuần này thì sao chị thì ngân hàng nhà nước vẫn tiếp tục người ta hút ròng nếu mà cái vấn đề này được giải quyết thì ngân hàng nhà nước đâu cần phải người ta hút ròng và thậm chí là hút ròng 20.000 tỷ mỗi phiên đúng không mỗi ngày thì cho thấy là cái vấn đề này gọi là cái cách mà giải quyết thông qua cái vấn đề về mặt tính phiếu nó chưa được hiệu quả và nó chưa được triệt để đúng không ạ có nghĩa là càng gọi là về ngân này đã hàng rồi mà vẫn tiếp tục hút nha trả lại 10 10 nghìn tỷ nhưng mà hút đi 20 000 tỷ nó cho thấy một cái cái việc á là cái gọi là cái cái vấn đề nó vẫn còn đang tiếp diễn nó chưa được giải quyết được để lưu ý ha đấy nên là đang dấy lên những cái lo ngại mà anh chị mình thấy là tỷ giá nó vẫn đang nêu cao ha đang dấy lên những cái lo ngại về cái vấn đề á là các chính sách về mặt dòng tiền nó sẽ bị thay đổi ha có thể nếu mà cái vấn đề tính phiếu này mà nó không khắc phục được Cái là không làm hạ nhiệt cái vấn đề về mặt tỷ giá đồng đô trên Việt Nam đồng Thì nó thì nó sẽ có hai cái hướng Cái hướng đầu tiên á, là ngân hàng nhà nước Người ta sẽ bắt đầu bán đồng đô đồ ra Đúng không ạ? Và cái ngân cái hướng thứ hai chính là cái việc tăng lãi suất Thì hai cái vấn đề này nó làm cho cái thị trường của chúng ta Nó bị phản ứng tương đối gắt trong những cái nhịp độ vừa qua ha thì em đánh giá là khi mà những cái vấn đề này nó tiếp diễn ra thì nó cũng sẽ là những cái cái vùng nó tạo ra hoang loạn đúng mà tạo ra những cái yếu tố đáy và cận đáy đối với thị trường ha đấy là cái uh, uh, vấn đề của thị trường và một cái vấn đề nữa mà nhà tư mình hay sai lầm trong một cái thị trường giá xuống á là anh chị mình thấy cái con này tăng đúng không thấy cái con này hồi phục bắt đầu đi mua con khác đúng không ạ chị mình thấy đơn cử trong một cái dòng này chẳng hạn là cái dòng chứng khoán anh chị thấy con FTS này hôm trước có nói với anh chị mình này đấy là những cái phiên sao chị nó cho anh chị mình những cái con này là nó còn nhân đạo đúng rồi nó còn nhân đạo là nó cho anh chị mình bán ở những cái vùng giá cao đúng rồi, anh chị thấy FTS này nó đi lên chị thấy thanh khoản bung như thế này á thì làm sao cái dư địa đi xa được đúng không ngày hôm nay nó tiếp tục nó đóng cho hai cái cây sạc hai cây sàn liên tục về lại ngay vùng biên dưới và biên dưới chưa vùng này là chưa chắc nó đỡ được lưu ý hai có nghĩa là nó bị trước biên rồi cái cổ phiếu nó đang bị trước biên và nó thiếu đi những cái lực đỡ đúng ạ thì anh chị mình thấy là nó cho cơ hội cho anh chị mình bán ra và em cũng có nói với anh chị mình rất là nhiều lần là những cái vùng trên này chính là những cái vùng bán đúng không mà anh chị mình thấy con fts nó tăng thì bắt đầu anh chị mình lại đi bắt đầu anh chị mình đi mua vào những cái con mà nó chưa tăng nhưng mà đi mua vào những con những con cts đầu đi chẳng hạn bi anh chị nói nè nói những con xanh gì bắt đầu thấy những con kia tăng thì kỳ vọng những con này hồi phục lên nhưng mà anh chị thấy nó có hồi phục đâu đúng không đấy là những cái sai lầm của nhà đầu tư ha hay là chúng ta những con bsi này đi chẳng hạn đó, những cái phiên này là em có khuyến nghị cho anh chị mình vùng trên đây chính là những cái vùng bán còn hiện tại về lại biên dưới như thế này thì tôi không biết nha đó, vùng như thế này thì có thể gọi là hiện tại bây giờ nó rất là mong manh đúng mà ngày hôm qua rút chân ngày hôm nay giảm bù như thế này thì vùng này nó rất là mong manh đối với cổ phiếu và trong những cái bối cảnh mà các cổ phiếu các dòng đó, nó đã đánh thung khỏi những cái mốc này rồi thì đánh giá là nó gọi là nó thuộc dạng gọi là nó nó những cái con neo giá mà nó nó trong những cái khoảng thời gian vừa qua nó sẽ có thể nó sẽ bắt đầu nó giảm bù anh chị mình thấy những con như con thử sản nè nó nó neo 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 một hồi á thì anh chị mình thấy khi nó giảm bù nó giảm ba cái cây sạc đúng không ạ là vhc rồi chẳng hạn nó nó giảm bù nó giảm rất là ghê nha anh chị có nghĩa là nó bị cái cái sự chú ý khi mà cái thị trường của chúng ta nó giảm á thì những con này nó neo giá thì bắt đầu có những cái sự chú ý đúng không ạ hay là những con mà gần đây nhất chính là con vi đi chẳng hạn đó, ngày hôm qua em có đề cập với anh chị mình. Con này khi mà bung thanh khoản lên, sự đeo bám nó có và ngày hôm qua em chính là cái phiên mà em bán ra. Đúng không ạ? Đấy có nghĩa là em mua từ giá 21 lên còn giá ngày hôm qua là 22.5 làm bán ra, đúng không à? ạ? Trên gọi là cơ bản là quanh giá 22.5 làm bán ra trong cái coi ngày hôm qua. Em lên cũng có cập nhật với anh chị mình rất là kỹ á là cổ phiếu nó đi lên, đi ngược trong cái bối cảnh mà thị trường của chúng ta sao vậy nó bị mở biên giảm thì có thể thì có nghĩa là nó sẽ gặp những cái sự chú ý và quan tâm và sự phô mô sự hưng phấn nó bắt đầu nó vào đúng không à? ạ thì anh chị mình thấy là ngày hôm qua là bắt đầu xem gì nó có những cái sự dao động đúng không à? ạ sự dao động mà bắt buộc ngày hôm qua phải bán ra đúng không à? ạ phải bán chốt lại ra đúng không ạ hai mốt lên giá hai 5 năm khoảng năm bảy trăm gì đó ta bắt buộc phải bán ra và con này em vẫn đang chờ đợi để mà đánh những cái điểm cover ngày mai cái lượng hàng về nếu mà nó xong gì nó có một cái nhịp vụ quét á thì mình nhé nó sẽ có những cái mức chiết khấu để mà em cover à có nghĩa là con này em vẫn đang canh để mà đánh cho một cái xu hướng về mặt trung trung hạn ha à, nhưng mà gọi là sẽ có những cái mức giá hấp dẫn để mà em thu gom vào đấy, có nghĩa là mình gọi là phản ứng nhanh đối với cái thị trường của chúng ta ha à, đấy đấy là những cái mạng cổ phiếu mà nó thuộc dạng nó neo đúng không à, ạ thì đấy là cái vấn đề của thị trường của chúng ta hay là giống như ngày hôm qua cũng có đề cập với chị mẹ những cái mà cổ phiếu mà nó mang tính chất nó bắt đầu nó gặp gọi là nó hồi phục nhưng mà gặp thị trường chung nó nó bị nó bị uh, gọi là nó bị đi, mở biên giảm á thì những con xanh xanh là rất là hay bị nhà tư để ý đúng mà ngày hôm qua hồi phục test luôn này này nó cũng bắt đầu bán ra nhưng mà con này á, em đánh giá là khả năng hồi phục của nó nó sẽ nhanh hơn ngày hôm nay volume thấp này khả năng ngày mai nó sẽ hồi phục tốt hơn có nghĩa là có thể là ngày mai ngày mốt anh chị mình có những cái mức giá nó tốt hơn em đúng không nhưng mà cái quan điểm của em là khi mà rủi ro thì bắt đầu phải hạ ra trước đã đấy chứ còn bản chất con này nó không có vi phạm xu hướng gì đâu nha anh chị đó có nghĩa là rủi ro duy nhất mà em gọi là cái việc cái bán ra chính là cái rủi ro về thị trường chung ha à, đấy thì trong những cái việc mà anh chị mình thấy trong một cái xu hướng giảm của thị trường thì cái việc mà em lựa chọn cho anh chị mình chọn lọc với anh chị mình rất là kỹ về những cái dòng sao gì những cái dòng nó nó đang nó giữ xu thế và nó ít chịu tác động nhất đối với thị trường chứ còn mà anh chắc anh chị mình rớt cái tay vào những cái nhóm ngành bất động sản này nó không cho cơ hội anh chị mình bán vùng giá tốt đúng không anh chị mình bắt từ cái cái bắt từ phiên này đi chẳng bắt phiên này đi chẳng hạn nhìn thấy không bán không kịp nó giảm ba phiên như thế này Nói hay là những cái dòng dòng thép đầu đi chẳng hạn bắt đầu nó ngừng biên rơi nhưng mà bạn chắc xem gì nó bắt đầu nó nó để rơi thông qua những cái mốc hỗ trợ lớn đối với cổ phiếu rồi thì có thể ngày mai nó sẽ test lại vùng biên, trên này ha, nhưng mà những cái điểm test như thế thì sao gì ngày mai cái này có một cái điểm á tích cực là nó ngừng một cái biên rơi đúng không thì có thể trong những cái phiên ngày mai nó sẽ hồi phải phục lại khoảng giảm 18 chấm ít đến giảm 19 đây là những cái vùng số gì nó sẽ bắt đầu nó gặp kháng cự trong một cái nhịp độ hồi phục của cổ phiếu ha lưu ý về cái vấn đề này ha, tiếp theo ngày hôm nay có những cái con như con đất xanh rồi đi chẳng hạn đấy ngày hôm nay giống như là chị mình thấy đất xanh nó nó xanh có những cái lúc nó kéo tăng gần trần đấy chị mình đua vào những cái con đít thì sao chị về là cuối phiên nó lại bị gọi là bị giảm gần sàn đấy nó rất là khó và nó rất là chọn lọc nhưng mà em đánh giá con đất xanh này nè đấy là bắt đầu nó nó chừng lại một cái này rơi có nghĩa là trong hai những cái phiên vừa qua nó rơi nó bắt đầu sao chị nó không có gọi là rơi nó không có lực có nghĩa là để mà nó dí xuống tiếp á thì bắt buộc nó phải có tạo ra một cái nhịp độ hồi phục để mà chi nó dụ những cái lượng cung hàng nó giống như cái điều chỉnh trong một cái pha tăng đúng không điều chỉnh pha tăng để chi loại bỏ cái lượng cầu ngắn hạn sau đó sao gì đánh bật tăng một cái viên này bắt đầu những cái lượng tiền đó lượng cầu đó bắt đầu mua vào để mà tự động nó đẩy cái giá lên thì tương tự như trong một cái đà giảm đúng không ạ đấy là khi mà cái lượng cầu cái sức ép của cổ phiếu nó hết gọi là cái lượng cung nó bắt đầu nó hạ nhiệt dần nó ít dần nó thấp dần thì sao gì để mà tiếp tục nó tăng cung á thì sau gì nó bắt buộc nó có những cái giai đoạn nó kéo dụ cầu lên Đến nhà tư gọi là những nhà tư phô mô đúng không ạ có những nhà tư bắt đầu tham gia vào bắt đáy bắt đáy vào đúng không ạ thì nó tạo ra được một cái biên độ hồi phục như thế thì khi mà nó dí tiếp tục trong những nhịp sau á thì nó những cái lượng cung này này nó sẽ là những cái lượng cung tiềm năng để mà nó ép dưới tiếp tục cho những cái cổ phiếu này lưu ý ha đấy nhưng mà em đang giá những cái con như con đất xanh khi mà em nhìn qua những cái sự vận động quan sát á thì cái khả năng ngày mai hồi phục là, là cực kỳ cao đây chính là cũng là những cái con mà nó ngừng cái biên gọi là nó bắt đầu nó ngừng cái biên rồi Đấy thì khả năng hồi phục trong ngắn hạn nó sẽ có Như mà nó xanh rồi nè Đấy là những cái mã cổ phiếu Mà nó sẽ làm tín hiệu ha à, Thì uh, Đấy là cái uh, Vấn đề của cái thị trường của chúng ta Và cái quan điểm của em đối với thị trường của chúng ta á, Là em sẽ mua sau đấy cho em không mua trước đấy Lưu ý ha Có thể là mua chậm một chút cũng được Không vấn đề gì cả Nhưng mà đối với em á Bản thân em á Là cứ bung nổ một cái viên volume stopping volume 3 Thì lúc đó mới cần nhắc vào Còn không thì cứ để thị trường vận động Hồi phục cũng được Đấy hồi phục cũng được cái điều chỉnh giảm tiếp tục cũng được không vấn đề gì cả nhưng mà mình đánh giá vùng dưới này là những cái vùng nó đã xuất hiện những yếu tố hỗn loạn và bắt đầu nó tạo ra những cái 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 điểm quá bán đối với một số cái mã cổ phiếu ha thì giống như là trong cái phiên sáng nay em cũng có đi qua em nhận định về một cái yếu tố về mặt thị trường thì anh chị mình thấy là sáng nay nè em thị trường của chúng ta ngày hôm qua nó tiếp diễn đã gọi là tiếp diễn một cái đà mở biên đánh thùng cái mốc tâm lý nhiều cái sự quan tâm là vùng ma 200 thường những cái mốc mà có nhiều cái sự quan tâm á thì gọi là khi đánh thùng nó sẽ tạo ra yếu tố hoảng loạn và bắt đầu gọi là hỗn loạn mà bắt đầu nhưng mà bắt đầu nó có những cái cái lượng hàng gọi là nó, nó được tung ra ha thì trên thị trường hiện tại Ngoài ra, trên thị trường hiện tại cũng như kể cả trong một cái chu kỳ thì nó luôn luôn có hai cái dòng tiền nó chật chờ trên thị trường một á, là những cái dòng tiền nóng chính là những cái dòng tiền đầu cơ đầy giá khi mà cổ phiếu và thị trường của chúng ta nó có trên nó có sóng được lưu ý ha thì hiện tại cái dòng tiền này nó chưa hoạt động trên thị trường tại vì cái bản chất sao gì thị trường cổ phiếu nó đang trong biển rồi nó chưa có những cái yếu tố gọi là uh, tạo ra những cái cơn sóng để mà nó kích thích những cái dòng tiền đầu cơ này nhưng mà sao chị nhưng mà đến một cái giai đoạn bắt đầu bắt đầu chị mình đấy này bắt đầu là nó tạo ra những phiên stopping vừa ba thì nó sẽ kích thích được những cái dòng tiền đầu cơ để mà đẩy giá vào lưu ý ha có nghĩa là những cái dòng tiền trong giai đoạn này này anh chị thấy những cái phiên nổ volume này tạo ra những cái sự hỗn loạn á đấy chính là những cái dòng tiền nguội người ta đi thu gom lưu ý ha đấy nhưng ngày hôm qua mình có ví dụ cho anh chị mình một vài cái minh chứng đấy cái giai đoạn này này có nghĩa là người ta mua đó, những cái dòng tiền nguội tham gia thị trường á không phải là người ta kỳ vọng là cổ phiếu nó sẽ lên ngay mà người ta cảm thấy là cái vùng giá đó cổ phiếu nó hấp dẫn cho những cái mốc thời gian trong tương lai. Lưu ý à, thì người ta bắt đầu sao nhỉ Người ta gom người ta vào dần ở những cái nhịp hoảng loạn của thị trường. Đấy, người ta không cần phải gọi là không cần phải phải phải, phải mua ở những cái 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 cái, cái vùng dưới này, mà người ta mua từ những vùng dưới này, vùng này đi chẳng hạn, mua từ những vùng dưới này đi chẳng hạn thì những cái nhịp sau chị mình phải kéo lên là đã lại rồi. Đúng mà mua trong những cái lúc hoảng loạn thì sao gì? Mua được những cái số lượng nó nhiều nhất. Đấy, lưu ý à, và dễ mua nhất cũng như là bán trong một cái đà tăng thì chị mình cũng loại gọi là mình bán dễ nhất chứ đúng không à? ạ thì chị mình nói này thì bắt đầu thu gom thì những cái dữ liệu sau khi mà nó kéo lên á chị thấy khi mà bắt đầu nó kéo lên nó tạo sóng này chẳng hạn à? thì những cái dòng tiền đó người ta có lại đúng không à? những cái dòng tiền mua nhưng vùng dưới này này người ta bắt đầu người ta có lại đúng à đấy lưu ý ha còn những cái dòng tiền đầu cơ á, là người ta chỉ hoạt động khi mà thị trường của chúng ta khi mà các cổ phiếu nó có sóng giống như là chị mình thấy giống như những giai đoạn này này đấy bắt đầu nó kích hoạt một cái dòng tiền quyết liệt vào này thì bắt đầu những dòng tiền đầu cơ nó lên nó đẩy lên một nhịp đúng không ạ bắt đầu những dòng tiền đầu cơ nó đẩy lên một nhịp này bắt đầu sao chị thì cổ phiếu có sóng này chị thấy những cái dòng tiền đầu cơ này nó tự động nó vào để mà nó đẩy lên cho một cái tạo ra một cái cơn sóng của thị trường của chúng ta lưu ý ha còn bây giờ hiện tại bây giờ là cái dòng tiền không phải là mua để mà bán gọi là mua mua, mua một cái mức giá để mà bán ngay đúng không ạ không phải là mua cao để mà bán cao nữa mà đây chính là những cái vùng dòng tiền còn lại dòng tiền nguội người ta đi thu gom Lưu ý ha Đấy là sáng em có phân tích này Còn hiện tại bây giờ là không có sóng Thì dòng tiền đầu cơ người ta không thể hoạt động được ha Nhưng mà dòng tiền nguội này Là những cái dòng tiền đầu tư Là bắt đầu thu gom trong những cái lúc thị trường của chúng ta Nó tạo ra những cái yếu tố hoảng loạn Đúng không ạ? Và các cổ phiếu ở những cái mức hấp dẫn Mục đích là không phải để cổ phiếu nó lên ngay Mà nó cho những cái dư địa dài hơi hơn Đúng không ạ? Bắt đầu cho khi mà Gọi là bắt đầu vào khi mà cái mức giá hấp dẫn thu gom dần À, thì phiên ngày qua này bắt đầu nó nổ vào lâm nhưng không quá đột biến thì dòng tiền nguội này bắt đầu nó hoạt động vào dần không đồng nghĩa với cái việc mà thị trường của chúng ta nó sẽ tạo đáy ngay nhưng mà nó đang có những cái tín hiệu của việc mà dòng tiền thu gom trong những cái lúc hoàn loạn ha à, có nghĩa là khi mà nhiều nhà tư mình nhìn về chung một hướng là cái thị trường của chúng ta nó xấu nó tiêu cực nó hoảng loạn thì em lại là những cái yếu tố mình đi tìm những cái cơ hội của thị trường lưu ý ha thì cái thị trường của chúng ta này với xu thế hiện tại cái yếu tố kéo rút chân trong một cái đề giảm À, gọi là đảm giá giảm lại á thì nó có nhiều cái cú tráp nó tạo ra nhiều cái sự kỳ vọng nhưng mà để tạo đấy á, thì thị trường cần có một yếu tố bung nổ và lùm quét cái volume đột biến của dòng tiền thì mới hình thành nên những cái điểm stopping volume 3 với xu thế hiện tại để mà tạo trên ngay thì nó sẽ cần một cái phiên bùng nổ phủ định còn cái trường hợp khi mà chưa xuất hiện cái yếu tố này thì đều là những cái nhịp hồi phục ngắn hay là đều là những cái nhịp điều chỉnh giảm tiếp thì tín hiệu đấy cần đấy khi mà nó tạo ra đủ sự hoảng loạn và dòng tiền nó quét vào ha thì nay là đảo hàng phải sinh chỉ số biến động hai phiên vừa qua thì đánh giá là khả năng nó im đềm thôi nhưng mà về mặt cuối phiên thì anh chị thấy là cái độ hoảng loạn nó vẫn được kích hoạt ha đấy thì trường hợp mà phục hồi với thành còn thấp á, thì tỷ trọng cao này anh chị mình nên ít nhất cái phần margin này Đấy, anh chị theo khuyến nghị râm á thì cầm tiền mình chơi tiếp cơ hội tiếp theo. Đấy kiên nhẫn chứ không vội vàng gì đối với thị trường hiện tại. Đúng không? À, càng vội vàng anh chị mình lại càng dễ sai lầm. Lưu ý à, càng bắt vào những cái vùng giá mà gọi là sau này anh chị mình sẽ cảm thấy kinh hãi sợ hãi đối với thị trường đó. Đấy, còn nhiều cổ phiếu này đang có tín hiệu cái việc thu gom dòng tiền ngồi nhưng cũng kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu yếu tố mở biên vào lâm. mình bán sau đỉnh một chút, mua sau đấy một chút chứ không cần vội vàng gì cả ha. Trong một cái xu hướng đi lên, mua nhanh, bán chậm. Đúng không à, ạ? Trong một cái xu hướng giảm mua chậm chậm nhưng mà có tín hiệu thì phải bán nhanh anh chị thấy không bán nhanh là nó nó lục thêm mấy phiên nữa đúng không anh chị thấy đời, đất nó đó xanh đi chẳng hạn bán từ cây này đấy bán từ cây này khi thống 11 bán ngay đúng bạn khi mà tín hiệu xấu bán ngay để bây giờ còn giá 15 mà đúng không từ giá 15 bắt đầu nhà tư tiêu cực thì lại thấy cổ phiếu nó có khả năng phục hồi nãy lưu ý ha nó có những cái tư duy ngược như thế nó có những cái sự phản ứng ngược như thế đúng không có nghĩa là mua thì mua chậm nó ở trong một cái giảm này mua có thể mua chậm anh chị mua chậm từ từ mua chậm chậm một chút nhưng mà khi mở biên phải bán nhanh đấy là trong một xu hướng giảm đúng không ạ mua chậm bán nhanh còn trong một xu hướng tăng này mua thì mua nhanh tại vì sao chị cổ phiếu nó tăng rất là thấp đúng không anh chị mình chậm trễ một hai phiên là nó cách cho mười mấy mười mấy phần trăm rồi đúng không ạ chúng nó đẩy lên cái mức giá vốn của chị mình lên cao đúng không ạ còn bán thì bán chậm có nghĩa là sao bán thì bán từ từ đấy có, có nghĩa là phải trong những nhịp điều chỉnh này, này bán một chút đúng không mà lên đây này điều chỉnh bán một chút sau đó chặn lại đấy khi mà xuất hiện tín hiệu xấu này bán hết Nãy còn trong một xu hướng giảm á, là đừng có mua nhanh đừng có bán chậm có nghĩa là càng bán chậm sao gì càng chân trừ cổ phiếu là, là càng bị trượt biên các nhìn thấy nó giống như con dg đi chẳng hạn bán chậm một cái thôi chị mình chỉ cần bán chậm một phiên thôi đấy bán chậm cái phiên này thôi thì sao chị? cổ phiếu nó trượt cho 3 phiên như thế này làm sao xử lý nữa đúng không nó vượt quá những cái cái phạm vi gọi là cái phạm vi uh, gọi là phạm vi quản trị rủi ro của chị mình ha à, yếu tố đang rất là chọn lọc như là cái đoạn vừa rồi này cái dòng dầu khí và cái dòng ngân hàng thì nó còn đỡ lại được cho thị trường chứ còn bản chất những cái dòng bất động sản dòng thép á nó bị tuột biên khá sâu nhưng mà trong khi cái dòng tiền nó lại không có tín hiệu nó đỡ đúng mà thì nó và một cái thuộc gọi là và một số cái dòng nó thuộc dạng giảm sâu giảm bù nó cũng bắt đầu nó mở biên giống như là dòng thủy sản đấy vậy Đói, thì vòng này nếu mà tỷ trọng anh chị mình cao này để bán hết thì cũng sẽ khó nhưng mà ít nhất cũng nên hạ cái phần 10 riêng ra để mà qua những cái nhịp sale liên kỳ liên mắt đối với thị trường từ đó tạo ra một cái chu kỳ mới dần dân hình thành để mà có sức mua chuyển đổi cơ cấu từ những cái nhịp đầu hướng lên thì em sẽ lên những cái chiến lược hành động <laughs> với cái room mình khi mà nó có tín hiệu ha với phiên ngày hôm qua thì em đánh giá là cũng sắp rồi thì thường những cái nhịp cuối này nó sẽ gọi là nó sẽ đi kèm yếu tố ghét gao nên là thời điểm nó sẽ quyết định rất là nhiều cho những cái quyết định sắp tới đối với thị trường ha thì khi mà tín hiệu thì em sẽ cập nhật với chị mình ngay còn quan điểm của em thị trường của chúng ta nếu mà ngày mai nó nhúng đỏ thì khả năng coi là cuối phiên cái 80 chín đến 90 phần trăm thị trường của chúng ta nó sẽ có một cái nhịp độ hồi phục ngắn hai và thông thường giảm sâu thì nó sẽ hồi phục tốt nhưng mà cái bản chất á, cái quan trọng là cái dòng tiền nó có được kích hoạt để mà nó vào hay không nếu mà nó xuất hiện những cái volume đột biến đi lên á đấy thì lúc đó sẽ chị nó tạo ra những phiên stopping vừa làm bạc thì lúc đó em sẽ sẵn sàng em vào những cái nhịp sau đấy còn hiện tại bây giờ chị thấy chưa có đúng không à? ạ đấy thì chị thấy này đây cũng đấy đây cũng đấy nhưng mà chị thấy không càng lên gọi là càng xác định đấy thì nó là càng thủng đúng không khi mà chưa có những cái phiên xác nhận bùng nổ dòng tiền lưu ý ha đây là cái vấn đề của cái thị trường của chúng ta thì cái, cái mà cái mắc bằng giá thì hiện tại các cổ phiếu thì nó đang hấp dẫn thì dòng tiền đầu tư dòng những cái dòng tiền ngồi thì bắt đầu nó vào nhưng mà nó không đồng nghĩa với cái việc mà thị trường ta nó sẽ tạo đáy ngay. Tạo đáy ngay nó phải cần có một cái dòng tiền tạo điểm stopen volume 3 ha à, thì hai phiên ngày hôm nay ấy, em đánh giá là những nhà tư mình ly nhất thị trường cũng bắt đầu người ta cắt vào. Đấy bắt đầu cắt rồi. Bắt đầu tạo ra sự hoảng loạn chịu không nổi. Bắt đầu gọi là nên là đó chính là những cái tín hiệu là một trong những cái đặc điểm mà thị trường chúng ta đáy cần đáy Được ha còn hiện tại bây giờ đáy ở đâu thì em chưa biết nhưng mà em sẽ mua bán theo những yếu tố tín hiệu của thị trường thôi đúng không ạ bắt buộc thị trường đi lên phải có dòng tiền còn thị trường đi lên không có dòng tiền nó sẽ không đi bền Được ý ha có nghĩa là đây là một cái nhịp điều chỉnh lớn thì đi lên đó, là nó bắt đầu khởi đầu cho một cái chu kỳ thì nó phải có những cái dòng tiền kích hoạt để mà chuyển đổi trạng thái đúng không à. ạ còn những cái giai đoạn mà như thế này đi chẳng hạn đây là nhịp điều chỉnh đúng không điều chỉnh đơn thuần thì đi lên nó không cần volume nhưng mà đối với những cái nhịp mà nó chuyển đổi trạng thái á cái nhà chuyển đổi theo những cái vấn đề về mặt chu kỳ về những cái dòng dẫn á thì sao chị thì bắt buộc nó phải có một cái dòng kích hoặc cái dòng tiền kích hoạt để mà nó tạo tín hiệu còn mà chắc volume bé bé như này chưa tạo đây được có thể đấy cần đấy thôi nhưng mà để mà xác định đấy chưa đúng không đi qua đây mới biết đấy thì chị mình cứ gọi là mua sau đấy một chút vấn đề gì đâu đúng không có nghĩa là những nhịp điều chỉnh giảm như thế này này Đúng không Đây cũng đáy Đây cũng đáy Đây cũng đáy, đây cũng đáy đây cũng đáy Nhưng mà quan trọng là cái đáy ở đâu? Đúng không Anh chị thấy đáy này, sao đánh thủng. Đáy này, đánh thủng, Đáy đánh, đánh thủng. Đúng rồi, nó rất là khó chịu như thế. Khi nào chỉ khi nào cái dòng tiền vào nó xác nhận như thế này này, bắt đầu là phiên này mới tạo đáy. Đúng rồi, anh chị mình mua cái đáy này chưa chắc anh chị mình tốt bằng mua cái cái điểm này. Đúng rồi, có nghĩa là trong một cái xu hướng đầu tư á là anh chị mình mua trong một cái đà lên á, mua trong một cái đà nó có trend như thế này là cái việc mà à, gọi là cái cái xác suất anh chị mình à, mình thổ lộ nó thấp. Xác suất tiền chị mình tìm kiếm được cái cơ hội đầu tư nó cao. Đúng ạ, còn như là sao? Xu hướng nó sẽ xưa sai cho anh chị mình. Đúng ạ, còn anh chị mình mua ở những cái mạng xương bánh phải đi chẳng hạn. Thì sao gì Cái độ rủi ro của anh chị mình nó sẽ cao. Đúng ạ, và cái khả năng là khả năng nắm giữ của anh chị mình không có. Đúng ạ, tại sao? Nó cũng như thế này thì ai mà ai mà nắm giữ nổi. Đúng không ạ? Nó đặc biệt những cái phiên như thế này nè, càng về cuối anh chị thấy mở một cái gap, mở cái gap ra mấy chục điểm làm sao chịu nổi mới gấp ra cổ phiếu nó sẵn ngay đấy thì tạo ra những cái độ hoảng loạn cực độ đúng không thì sau đó mới là những cái còi hỏi của dòng tiền người ta quét vào đúng không cái phiên này nó tăng 31 điểm nhưng mà thực chất ra nếu mà so với những cái vùng giá cao nhất và thấp nhất á, thì nó tăng khoảng mấy chục điểm đó chị đấy sáu bảy chục điểm nhưng mà cái quan trọng là anh chị mình đâu cần phải mua ở những cái vùng dưới đáy này anh chị mình mua từ vùng trên này này mua lên nè vấn đề gì đâu đúng không anh chị mình gọi là cái cái tư tưởng á là đừng gọi là đừng có mua gọi là đừng có phải là cái việc mà mình phải mua ngay đấy mình bán ngay đỉnh như thế là anh chị mình sẽ rất là dễ anh chị mình mua trúng những cái nhịp gọi là cái cái nhịp giảm của thị trường cũng như là anh chị mình bán rất là dễ bị mất hàng có nghĩa là sao tư duy mà mua gọi là à, bán ngay cái đỉnh đó thì sao chị cứ lên một cái điều chỉnh cái là anh chị mình bán ra nhưng mà bán ngay này là cổ phiếu kế tiếp đúng không ạ những cái phiên này lên bán ngay cổ phiếu kế tiếp đúng không ạ cứ lên chút là bán lên chút là bán thì rất là dễ bán bán bị bán non đúng à còn sao gì còn gọi là mua ngay đấy á anh chị thấy mua đấy này cũng mua đấy này cũng mua đấy anh chị thấy cổ phiếu rút chân rút chân cái gì mình mua anh chị thấy phiên này rút chân nè đúng à nhưng mà quan quan điểm á nó đâu gọi là đi qua đây mới đó mới biết đó là đáy đúng à thì chị mình mua sau đấy một chút vấn đề gì đâu đúng à anh chị mình thậm chí là nếu mà khi ngày mai nó kéo vùng nổ lên thành khoản stopping vừa lên bài đi những ngày anh chị mình mua cái này á chứ mua cái này nó đã hai cái vị thế nó đã khác nhau lắm rồi đúng à Giống như là cái việc mình anh chị bán định đi những anh mình đâu cần phải bán những cái vùng trên này vùng dưới này anh chị mình bán vẫn được mà nó vẫn chưa câu hỏi anh chị mình bán mà đúng à có rất nhiều những cái cổ phiếu nó vẫn hồi phục lên cái vùng giá tốt để cho anh chị mình bán ra ha còn cái thị trường hiện tại bây giờ là một cái thị trường mà đang trong một cái cái nhịp rơi nhịp hoảng loạn đến cái mức độ này rồi thì em đánh giá với anh chị mình á là nó đã có xuất hiện những yếu tố hoảng loạn rồi thì nó đã gần gần với những cái cơ hội mà anh chị mình tìm kiếm rồi lưu ý ha và em đã lên những cái firm giao dịch khi mà chỉ cần cái tín hiệu nó xuất hiện một yếu tố dòng tiền quyết liệt thôi thì đây chính là những cái việc mà em sẽ bắt đầu em tham gia vào còn hiện tại bây giờ kiên nhẫn kiên nhẫn và kiên nhẫn không có vội vàng đối với thị trường cả ha nói thì vùng hiện tại bây giờ cũng là một cái vùng giao dịch theo yếu tố tâm lý thôi thì ngày hôm nay có một vài cái mà cổ phiếu nó bắt đầu nó chứng lại một cái đà rồi bắt đầu gọi là nó chỉ tận dụng một vài cái mà cổ phiếu để mà nó điều tiết chỉ số thôi nó tạo ra những cái sự hỗn loạn thôi thì mình nhớ khả năng hồi phục nếu mà ngày mai nó mở gáp ra khả năng hồi phục cổ phiếu thị trường của chúng ta sẽ có ha đó, nhưng mà hồi phục đó thì quan sát là dòng tiền nó có vào hay không đúng không nó có tạo ra những cái điểm quét tạo ra những điểm đột biến hay không để mà những cái nhịp sau mình còn canh mình đánh đúng rồi, còn quan chắc mà thi, khi mà cái bối cảnh hiện tại bây giờ thị trường cũng đang có những cái sự bất ổn thì quan trọng nhất là cái tín hiệu dòng tiền ở đâu mình ở đó dòng tiền không vào thì còn là mình cứ chờ đợi thôi mình mất mát gì đâu đang trong một cái tâm thế để gọi là đang trong một cái tâm thế cầm nắm những cái sức mua còn không có vội vàng gì cả đúng không nói là lưu ý về cái vấn đề ha thì uh, cái chiến lược của em á thì khi nào xuất hiện sale lên cái lên mắt ha đó là những cái vấn đề của thị trường rồi tiếp theo mình đi sẽ đi qua mình xem qua một vài cái mã cổ phiếu nữa đi chẳng hạn có nghĩa là và cái vấn đề thị trường á thì chị mình thấy là bắt đầu nó qua những cái đỉnh đối xứng đúng không anh chị thấy đỉnh đối xứng này nó đi lên này xuất phát từ đầu này bắt đầu nó về lại vùng đó ha chị thấy là mà cổ phiếu của HSG đi chẳng hạn xuất phát ở đâu bắt đầu về lại ở đó có nghĩa là nó tạo ra những cái cái điểm đối xứng như thế này thì mình giá cũng gần rồi gần rồi anh chị đấy là nó xanh này đấy cũng gần rồi này gì không đây là những cái vùng đối xứng đúng không ạ xuất phát lên từ vùng này đấy, bắt đầu nó về lại vùng này sao gì đây là những cái điểm đối xứng đối với cổ phiếu nên là cũng gần rồi nha anh chị đấy và đặc biệt ở trong những cái nhịp độ hồi phục hay là những cái nhịp mà tăng đầu tiên của cổ phiếu á con nào mà nó càng tăng mạnh anh chị mình phải càng nên mua con đó càng nên đới con đó giống như này ngày hôm nay này đấy nếu mà bất động sản á tín hiệu của cổ phiếu nó sẽ là còn đất xanh tại vì sao gì ngày hôm nay các mã cổ phiếu trên thị trường các mã cổ phiếu dòng bất động sản là một cái dòng nó tiêu cực nhất trong cái khoảng thời gian vừa qua à, nhưng mà con này có lúc nó tăng gần trần có nghĩa là ngày hôm nay nó không tiếp tục biên giảm nữa thì nếu mà nó hồi phục con này nó sẽ hồi phục và là, là con này nó sẽ tăng đầu tiên con này nó sẽ tăng đầu tiên nó sẽ là những cái tín hiệu hay nó khác với hoàn toàn con đích đúng không ạ hay là con novaland tương tự như thế này đấy nó tăng thì những cái con này nó sẽ tăng đầu tiên đấy, nhưng mà tăng vùng là trên này, này nó sẽ gặp lực bán tiếp tục đấy, lực kháng cự tiếp tục phiên này phiên dụ kỳ vọng là sao gì có một chùm tiền nó quét vào đấy, công bằng vùng này vùng, này, vùng này, kỳ vọng nhịp sau nó vào sớm còn không thì thôi bỏ qua không vấn đề gì cả đâu đấy đúng rồi mình không mua vùng này mình mua lên vùng này đấy đúng không khi mà nó hình thành xong mình mua vấn đề gì cả đâu đúng rồi không vấn đề đấy là à, không sao cả ha còn đây là những con những con họ phát này Thông khỏi những cái mốc hỗ trợ lớn hơn với cổ phiếu này thông thôi Đấy, kỳ vọng nhịp sâu thì nó về lại 10-200 thì nó hồi phục lên một nhịp thôi nhưng mà vùng 25-26 nó sẽ là những kháng cự trong đà hồi, à, hồi sen này, lại hồi phục khoảng 18 đến dỡ 19 Năm à, nam kim này Đấy, đang hấp lần lấp lận thì hồi phục khoảng 19-20, hay là chứng khoán này chị không, không bán một cái nó không cho cậu hỏi chị mình bán ra, đúng không? À? Ego chị mình đâu cần phải bán phiên này, đúng không? À? Hồi phục lên phiên này nè bán hồi phục lên như thế này nè bán có nghĩa là nó cho cơ hội anh chị mình bán mà quan trọng nhất là anh chị mình có bán hay không còn khi mà nó đã trước biên thủng khỏi toàn bộ những cái vùng hỗ trợ này rồi á là nó tạo ra những cái mô hình tạo đỉnh đúng ạ à? mà nó rơi về đâu chị thì nó đê, nó lên từ đâu thì nó sẽ rơi về đó còn hiện tại bây giờ lực rơi như thế này chị thấy thanh còn nó rơi nó vẫn còn lớn đúng không à? ạ thì không biết nó rơi về đâu được Lưu rồi ha mà nó chỉ có những cái điểm mà còn qua điểm như thế này thì rất là khó gọi là rất là khó xử lý lưu ha đấy là FTS này tương tự này HCM cũng mang về lại cái vùng gọi là về nơi bắt đầu này. Đấy, thì kỳ vọng những cái nhịp hồi thôi. Đấy, tiếp theo MBS này, phải về lại biên dưới kỳ vọng nó hồi thôi. Còn bằng chắc điểm xử lý tốt nhất em đã cứ nghĩ cho chị mình rồi. Nó đã qua rồi. Thì mà anh chị mình cầm nắm tiếp tục thì mình phải chấp nhận thôi. luôn ý nha. SSS tương tự nè. Đấy lên biên trên bên dưới nhưng mà vùng này đánh giá là với những cái yếu tố trẻ điểm này khả năng nó vẫn gọi là rất là mong manh. Đúng rồi, rất là khó nói. Đấy, tiếp theo SSI này đi chẳng hạn. mong manh lắm anh chị. À, nó cho điểm xử lý mà không xử lý thì sao không gì mong manh lắm Đây là VCI này mong manh hay là D đi chẳng hạn rất là mong manh đuối ha. Rồi tiếp theo nhóm ngành ngân hàng đi chẳng hạn nhóm ngành uh, uh, chứng khoán em nói với anh chị mình là nó qua những cái dư địa rồi. Nói còn bây giờ nếu mà để mà nó chạy tiếp thì bắt buộc nó phải cần có những cái khoảng thời gian tái tích lũy trở lại chia cung thì lúc đó mới sao chị nó mới có dư địa nó nó chạy tiếp đúng không để mà tiêu hóa đi những cái lượng hàng của chu kỳ vừa qua chứ chị mình thấy nè vùng thanh còn lớn như này là thanh còn rủi ro lưu ý ha thanh còn thấp mới là thanh còn an toàn thanh còn thấp dao động hẹp mới là an toàn còn thanh còn lớn dao động lỏng đấy là rủi ro lưu ý ha có nghĩa là sao vì là cứ kéo lên là xà kéo lên cả xà kéo lên, lên phân phối tạo ra yếu tố phân phối nha chị còn sao gì thanh còn thấp này chị thấy không đi lên từ vùng thanh còn thấp cực kỳ an toàn tạo sao À, sống nó bắt đầu từ những cái vùng thanh còn thấp kiệt cùng biên độ hẹp Nếu mà con lên bắt đầu dao động lớn như thế này mà bảo, bảo là bảo cơ hội dư địa nữa Thì sao nhỉ? Rất là khó nói ha Và tiếp theo nhóm ngành ngân hàng để chẳng hạn BD đi Nhìn chung là nó cứ rơi rơi hoài thôi Chưa biết điểm dừng Nó phân động phải có một điểm quét lên nữa CTG à, tới Đấy, tới hai đáy kỳ vọng nó hồi phục rồi Còn chưa có đến điểm gọi là điểm nhấn của dòng tiền MB đi chẳng hạn Thùng qua giá 18 hy vọng giai đoạn sau lấy lại giá 18 18 5 dòng tiền vào thì đánh còn giai đoạn này gọi là mở biến thôi ngày hôm qua cũng phải bán ra con này giá 18 khi mà thùng giá 18 ha nhưng chúng làm chuyện thay mức độ gọi là già nó lỗ đâu đó khoảng hai uh, ba trăm 18.5 về 18 còn uh, 200 trăm hàng trăm bu lại con vi banh em lại 700 Đấy gọi là có bu qua sót lại nó gọi là cũng rất là thành công trên cái thị trường giai đoạn này rồi ấy còn bản chắc chị mình đu vào những cái con bất động sản này tiếp tục nó xa đó là khó nói hay là, hay là những cái con nó thuộc dạng giảm bù hay là tiếp theo những cái mà cổ phiếu khác STB đi chẳng hạn thì không nhịp này em nói với chị mình nó đẹp bị fail thì nó đã quá được lượng này rồi thì tốt nhất là dòng tiền nó phải kích hoạt vào nhưng mà không kích hoạt nó mơ biên lại thì nhịp này bị fail rồi nó bỏ qua chờ đợi cơ hội mới nó chờ hỏi cơ hội những cái, cái 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 gọi là cái cái nhịp mới đúng mà cái hình thành những cái cái mẫu, mẫu hình mới đúng không à, hay là tiếp theo vpn này đánh giá xu hướng trung hạn nó vẫn không sao nhưng mà ngày hôm qua nó có sự đeo bám thì bắt buộc phải bán ra nó chờ đợi những cái vùng giá chiết khấu vào tiếp tục thì em đang canh còn vùng giá quanh 21 tiếp tục ấy hôm trước mua vùng giá 21 này bán giá 22.5 này à, đang chờ đợi tiếp tục vùng giá 21 nữa ha Bank này báo động sản rất là phân hóa sale gì thôi nói thì kỳ vọng là trong biên này nó hồi phục thôi nói ngày hôm nay đợi lại một cái là giảm này kỳ vọng nó hồi phục quanh tạo ra một cái biên độ quanh vùng này thôi còn bản chắc tạo sống là rất là khó rất là lâu và thường này cái thị trường này mà tạo sóng á thì nó phải mất ít nhất khoảng 1,5 đến 2 tuần chứ không nhanh được đầu lùi ha không nhanh được rồi với thị trường mà bắt buộc phải có dòng tiền bạc ha Đó, ngày mai giống như con đất xanh ngày mai con đất xanh hồi phục thị trường ta nó sẽ hồi phục đây chính là con tín hiệu ấy. theo những con khác đi chẳng hạn nằm long này. mong manh lắm gì chưa có tín hiệu nào để mua cả nhìn chung là em chưa thấy cơ hội nhưng mà một cái cơ hội lớn thì em đã thấy rồi có cơ hội lớn em thấy rồi còn cơ hội mà đánh phục hồi phục hồi á là em nhìn chung làm rất là hạn chế ha có nghĩa là mình đặt cái vấn đề an toàn mình đánh theo trend đúng không đánh theo yếu tố dòng tiền chưa có dòng tiền vào mình chưa đánh đấy ai, làm được gì mình đâu Đuôi nha tiếp theo những con con c 4 g đi chẳng hạn mất mất vùng này nhưng à. mà dòng tiền không vào fcn đi chẳng hạn đấy, thống này anh chị tao tương đối tiêu cực hai là tiếp theo lcg này, kbc nhìn chung là nó, nó thông qua mọi cái hỗ trợ này. kbc trước mua phiên này vùng giá 32.8 hôm uh, phim này phải bán ra cái này mua chậm bán nhanh nhưng mà bán không bán sao nhỉ nên nó tục tiếp tục nữa rất là khó nói đúng không ạ phải xử lý nhanh quan điểm quan điểm của em á nhịp đó không phải là mình đánh sóng mà nhịp đó mình đánh thêm một cái dạng gọi là mình đánh ngắn đã đánh ngắn trong một nhịp độ hồi Đấy, hàng về không thành công sao gì phải xử lý ngay không thì để tới bây giờ là lục tiếp tục đúng không ạ có nghĩa là mua mua chậm mua, mua ít đánh thì trụ trương đánh ngắn sai vi phạm bán ra nó bán lúc đó là phải sao gì lỗ 100, chưa đến 100 trăm nhưng mà đời bây giờ là còn 10% trăm này vcg đi chứ hả nó gì thông quan điểm của em rõ ràng hai đáy không đánh như vừa rồi hai đáy không đánh đúng mà gì thấy lên trên này này bán là mở biên ra bán không kịp sao gì cổ phiếu nó bị trượt biên tiếp như thế này làm sao đánh được lùi ha cùng nghiệp này nhiều khí còn đỡ hơn nhiều khí nó còn trong một biên này. Đó, nhưng mà phải thị trường chung nó phải ổn định này. Theo BVC này BVC đánh giá là con này nó còn trend đó. Có nghĩa là thanh còn bé bé như này không vấn đề gì cả đâu. Nhưng mà quan trọng là hiện tại bây giờ cái rủi ro của thị trường chính là rủi ro thị trường chung. Hay là đi theo BVD này, nghĩa là sao? Chị mình đánh vào cái dòng dầu khí vừa qua, nó vẫn cho chị mình lại. Đúng không? Nên là chị chọn lọc của chị mình rất là kỹ là dầu khí. Đúng không? Dầu khí với lại những cái mã cổ phiếu của một số cái mã cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng. VBank vẫn cho lại. Đúng không? Nên là dầu khí này nó cho cơ hội mình rất là tốt. Ha, quan trọng là mình tìm được cái điểm dòng tiền. Đó, nhưng mà thị trường mà nó mở biên nó gắt như thế thì cũng rất là gọi là cái cổ phiếu nó không đi ngược được nhưng cái BVD là giữ nhịp được nhịp này nên nó hy vọng là giữ được qua cái nhịp này của thị trường á thì những con này là có thể là những con nó giữ giá và nó có dòng tiền nó vẫn còn đang ở trong ha BVS này bị trượt biên đó, về lại biên dưới thanh khoản không lớn đâu không vấn đề nhưng mà quan trọng nó phải giữ được cái, những cái nhịp độ này của thị trường qua những cái nhịp độ này ha. thì đấy là chính là cái quan điểm của em thì cơ bản là cổ phiếu thì nó sẽ hồi phục tiền nó sẽ hồi phục chung đó, nhưng mà ngày hôm nay có một cái tín hiệu chính là cái các cổ phiếu nó bắt đầu nó cái lực để mà nó ép xuống nó nó bắt đầu nó hạn chế dần đúng rồi nó nó bé dần thì sao vậy để mà ép tiếp tục thì phải nó có những cái giai đoạn nó thu gom lượng cung trở lại đúng rồi nó dụ câu trở lại để mà dây nhịp sau nó ép dưới tiếp thì những cái lượng này nó bắt đầu nó là những cái lượng cung tiềm năng để mà tiếp tục nó ép dưới ép dưới liên tục đó là cái vấn đề thị trường ha à, nên là với những cái cơ sở, sở, đó thì mới nói với chị mình á khả năng ngày mai nó hồi phục Đấy, nhưng mà có và một cái nhịp đáy hay là tạo đáy chưa phải bắt buộc là phải có một cái dòng tiền đặc biến ha thì lúc đó em mới quyết định còn không thì sao chị cứ để cho thị trường vận động chờ đợi kiên nhẫn kiên nhẫn và kiên nhẫn trong giai đoạn này ha thì đó là những cái vấn đề và uh, thứ nhất tránh đi những cái sai lầm của chị mình còn về vùng dưới này bảo chị mình bán hết rất là khó nha chị đấy lưu ý ha đấy thì đấy là những cái vấn đề mà em muốn nhắn gửi với chị mình còn nếu mà trong những cái giai đoạn sắp tới xuất hiện cơ hội chị mình muốn đón nhận những cái cơ hội như thế có gọi lớn trên thị trường cho những cái chu kỳ tiếp theo. Thì anh chị mình có thể liên hệ với em qua số điện thoại ba ba chín không để mà cùng đồng hành cùng em trong room khách hàng. Mình nhận những cái khuyến nghị nó cụ thể nhất, nó sâu sắc nhất trong phiên. Ha, để mà uh, cập nhật với anh chị mình những cái gì mua, điểm bán mình xử lý nhanh cụ thể. Ha, mình uh, mua bán như thế nào, nó cụ thể trong một cái room khách hàng. Ha, Thì đã là những hay là anh chị mình cần hỗ trợ đồng hành cùng em thì cứ liên hệ với em ha rồi tiếp theo nếu mà chị mình thấy hay đừng quên like và subscribe kênh để mà nhận những cái thông báo mới nhất cũng là những cái động lực để mà em ra những video tiếp theo ha thì em cũng xin kết thúc video tại đây kính chào anh chị mình hẹn anh chị mình vào video lần sau